lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm rồi tình này. Ok, vừa rồi em cùng mọi người có nghe một đoạn nhạc và chúng ta chơi Bluetooth từ điện thoại của em vào một sản phẩm DAC chuyên dụng. Rất nhiều anh em cũng chơi như vậy bởi vì nó cho chúng ta sự tiện lợi và công nghệ càng ngày càng phát triển, âm thanh qua Bluetooth càng ngày càng tốt lên. Nhưng có điều rằng là nhiều anh em chưa biết kết nối và cũng chưa hiểu được cái giá trị của Bluetooth nó hay như thế nào. Và trong video này, Linh sẽ hướng dẫn ngắn cho mọi người chúng ta cách kết nối nhé. Như chúng ta đã biết thì Bluetooth thì có từ rất lâu rồi. Và đối với những sản phẩm DAC, sản phẩm máy tính, sản phẩm điện thoại cũng như là tai nghe không dây nhá, thì chúng ta có một kết nối cực kỳ hay, đó chính là LDAC, hay nhiều người hay còn gọi đấy là LDAC. Thì cái LDAC này nó chính là một cái ứng dụng, một cái dạng Bluetooth chất lượng cao. Chúng ta có thể để ý đây, nó chính là một dạng Bluetooth chất lượng cao, nó chính là LDAC. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tận dụng được cái tính năng này và nó hay đến như thế nào? Thì có lẽ phải lật lại những năm 2015. Sony cho chúng ta cái codec, đó chính là LDAC. Thì Sony nói với chúng ta rằng là đây là một dạng kết nối Bluetooth nhạc 24 bit và tần số lấy mẫu là 96 kHz. Ok, đến bây giờ chúng ta đã thấy rằng là nó rất là tuyệt vời rồi. Và điều đặc biệt ở đây đó là với 3 giải băng thông là 330, 660 và 990 kilobit giây, thì ở đây chúng ta có thể hình dung ra được là với cái tốc độ đường truyền này tương đương với dữ liệu là 4,5 megabit trên giây. Tức là âm thanh của chúng ta truyền rất là tốt, được rất là nhiều dữ liệu, và cái dạng nén này nó cho chúng ta một trải nghiệm âm thanh cực kỳ là hay. Đây mọi người có thể thấy này. Vậy thì đối với những cái dòng điện thoại nào nó có thể sử dụng được LDAC này? Chúng ta có thể để ý đến là những dòng chạy Android là hầu hết có thể sử dụng tính năng LDAC này một cách mượt mà, một cách trơn tru. Một điều chúng ta cũng cần phải để ý đến, nếu như chúng ta mua giải mã DAC hoặc chúng ta mua các cái thiết bị kết nối Bluetooth, thì phải là những sản phẩm có hỗ trợ tính năng LDAC. Vậy là một lần nữa chúng ta cũng phải chú ý, đó là 5.0 hay 5.1 nó sẽ liên quan tới việc nhận diện và bắt kết nối các tín hiệu với nhau. Ví dụ như 5.1 thì khi chúng ta chỉ cần bật Bluetooth lên thôi là nó đã có thể tự nhận diện và tự kết nối rồi. Nhưng về hiệu năng, về cái phần LDAC thì không phải sản phẩm nào cũng có. Đó là cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Cụ thể ở đây, nếu như chúng ta chơi chuyên về Bluetooth và chuyên về cổng quang thì chúng ta có thể sử dụng một sản phẩm như Suka Audio V1 Pro là chúng ta có thể kết nối LDAC được. Bây giờ Linh sẽ hướng dẫn mọi người, chúng ta sẽ cùng kết nối với một sản phẩm hoàn toàn mới nhé. Em sẽ mở một sản phẩm, đó là X-Duo XQ50 Pro 2. Đây là một sản phẩm DAC chuyên chơi Bluetooth. Chuyên Bluetooth thôi. Đây, em sẽ mở ra và em sẽ cùng mọi người chúng ta sử dụng, cũng như là hướng dẫn mọi người cách kết nối nha. Nó chạy nguồn 5V. Đầu tiên, đối với việc chơi Bluetooth thì chúng ta bắt buộc phải kết nối cái dâu của nó vào. Nếu như cái dâu Bluetooth này nó hơi bé thì chúng ta có thể lên Shopee chúng ta mua những cái dâu to hơn á, thì kết nối của nó cũng sẽ tốt hơn, nó sẽ bắt khỏe hơn và cái đường truyền của nó cũng mạnh hơn. Đây là một sản phẩm DAC chuyên chơi Bluetooth. Bước thứ hai, chúng ta sẽ vào Bluetooth trên điện thoại. Chúng ta sẽ vào Bluetooth trên điện thoại. Chúng ta dò. Dò nhá. Dò xem tên của nó hiện ra. Thông thường tên nó sẽ hiện ở phần cuối cùng. Đây mọi người thấy này. XQ50 Pro 2, chúng ta chọn vào nó. Đợi tầm khoảng 30 giây là nó sẽ kết nối được cho mọi người. Và khi kết nối rồi thì chúng ta có thể tùy thuộc vào thiết bị để có độ xa, thông thường là 15m trở lại là chúng ta có thể sử dụng Bluetooth một cách ngon lành. Chúng ta ghép nối. Rồi. Và bây giờ quay lên trên mọi người sẽ thấy này.
XQ50 Pro 2 đang kết nối. Và bây giờ trên con XQ50 Pro 2 này, nào em sẽ để ở đây nhá để cho mọi người tiện theo dõi. Rồi đây, nó hiện lên là đã kết nối cho âm thanh. Như vậy là chúng ta đã ghép kết nối Bluetooth giữa DAC và điện thoại. Sau đó chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Mọi người có thể thấy cái chữ LDAC này không ạ? Và cái thanh công cụ này nó đang hiện lên là màu xám, tức là chưa bật. Bây giờ chúng ta bật nó lên. Rồi, nó sáng lên tức là đã bật được rồi. Sau đó chúng ta quay trở lại chúng ta chơi nhạc. Và bây giờ em sẽ cùng mọi người lắng nghe bài Chiều Nghe Biển Khóc trên con XQ50 Pro 2 nó hiện như nào nha. Rồi, mọi người thấy chưa? Nó hiện lên tần số là 96kHz và 24bit. Đúng như những gì mà Sony giới thiệu đến chúng ta. Và khi chúng ta nghe như thế này thì phải nói là chất lượng âm thanh rất rất là hay. Nó là tốt nhất của Bluetooth rồi. Nào, mời mọi người cùng lắng nghe thử này. Tóm tắt lại video này, Linh muốn nói đến chúng ta điều gì? Có hai điều chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, đó là đối với những ai chúng ta chơi tính năng Bluetooth thì mọi người nên lựa chọn những sản phẩm giải mã DAC có kết nối LDAC. Thứ hai, đó là 5.1, 5.2 hay 5.0 nó sẽ không quan trọng bằng cái việc có LDAC hay không có LDAC. 5.1, 5.2 đó là về việc kết nối nhanh, nhạy, tự động. Còn về chất lượng âm thanh thì LDAC vẫn là điều quan trọng nhất. Kèm với đó là chúng ta phải sở hữu những dòng điện thoại có tính năng LDAC. Ví dụ như là những dòng của Samsung, những dòng chạy Android. Ở đây Linh cũng xin phép giới thiệu đến mọi người hai dòng giải mã DAC ở phân khúc bình dân. Chúng ta có thể tập trung chơi chuyên Bluetooth. Đó chính là Suka V1 Pro và Xduo XQ50 Pro 2. Cả hai sản phẩm này thì đều chơi Bluetooth là trọng tâm. Bên cạnh đó thì có thể chơi cho chúng ta những cái cổng kết nối khác. Ví dụ em ở đây nha. Ví dụ như chúng ta có thể chơi cổng quang. Ví dụ như ở trên V1 Pro có thể chơi cổng quang từ TV. Và đặc biệt hai sản phẩm này đều có thể xuất cho chúng ta cổng quang. Nếu như chúng ta dùng loa sao ba, dùng loa cạo kéo thì chúng ta có thể bắt Bluetooth vào đây, xong sau đó là chúng ta xuất ra cổng quang cũng rất là tiện lợi. Hoặc xuất xuống những chiếc vang để chúng ta hát karaoke đều rất là hay. Ở đây XQ50 Pro 2 thì có màn hình hiển thị và chơi cho chúng ta lên tới tối đa là 24 bit, rất là tuyệt vời. V1 cũng vậy, V1 Pro thì thấp hơn một xíu, nó không có màn hình hiển thị. Muốn sở hữu một trong hai sản phẩm này hoặc cả hai thì hãy liên hệ với Linh có hotline là 0766030050. Linh sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người, cũng như là sẽ có những phần quà riêng với những ai muốn mua sản phẩm. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe ạ.